xin thưa chào gặp lại quý vị khán thính giả của hệ thống truyền thông Kali Today và chào mừng quý vị đến với chương trình chào buổi tối trên kênh truyền hình YouTube Việt Nam 1. Tình hình chiến sự tại Israel và Gaza như thế nào? Những diễn biến gì mới nhất chung quanh những cái cáo trạng hình sự hay là dân sự tại New York hay là tại DC đối với cựu tổng thống Donald Trump? Có tin tức mới về Hunter Biden và một số tin tức khác đặc biệt là Hạ viện Cộng Hòa. Bây giờ ai sẽ là ứng cử viên sẽ được đưa ra sàn Hạ viện bỏ phiếu vào cái ghế chủ tịch Hạ viện. Tất cả những bản tin này Hương Giang sẽ lần lượt chia sẻ với quý vị trong chương trình Chào buổi tối ngày thứ tư 11 tháng 10. Thưa quý vị, cho đến giờ phút này đây thì con số người bị thiệt mạng tại Israel sau cái cuộc tấn công của Hamas đang càng ngày càng gia tăng và như Hương Nhan nói mỗi một ngày xem, nghe và đọc và được thấy những cái hình ảnh hết sức là đau lòng những nạn nhân của trong một cuộc tấn công và bây giờ nó đang leo thang có thể là thành một cái cuộc chiến mà chưa biết bao giờ đến hồi kết thúc và Hoa Kỳ thì hiện nay đang nỗ lực để đưa con tin để giải cứu các con tin, trong đó có con tin của người Mỹ. Ngày hôm nay thì Iraq, Jordan và Ai Cập đã lên án Israel tấn công vào Gaza bởi vì đây được xem là vùng đất thánh. Và quý vị biết là tình báo Hoa Kỳ cho đến lúc này đây vẫn chưa có xác minh được xác định được là liệu Iran có đứng đằng sau hỗ trợ và hỗ trợ cái kế hoạch tấn công Israel hay không? Bởi vì theo các thông tin tình báo sơ bộ cho biết là các viên chức của Iran đã hết sức bất ngờ, hoàn toàn bất ngờ khi chứng kiến là Hamas tấn công vào Israel. Và bên ngoài thì đã có những cái thông tin nó hoàn toàn ngược lại, cho rằng như Hương Anh chia sẻ trước đây là tờ Wall Street, Wall Street Journal là tờ đầu tiên loan tin họ có những cái nguồn tin trong tổ chức Hamas cho rằng là Israel các viên chức Israel đã có một cuộc họp để hỗ trợ cái kế hoạch tấn công Israel và tin tức này cho đến giờ vẫn chưa được xác minh và ngày hôm nay tổng thống Joe Biden tuyên bố là một trong những ngày chết chóc uh, nhiều nhất ở Israel bên cạnh đó thì cũng đã có một số tiếng nói ít ỏi tại quốc hội Hoa Kỳ ủng hộ Palestine và quý vị biết đây sẽ là một cái uh, cho đến giờ chúng ta chưa biết là bây giờ cái giao tranh nó đang nó đang escalate nó đang leo thang lên thành một cuộc chiến và chúng ta liệu không biết là cuộc chiến này nó sẽ kéo dài trong bao lâu và cái nỗ lực mà giải cứu con tin con của Hoa Kỳ sẽ như thế nào. Nhưng mà tại Israel hiện nay thì đang có một nhà lập pháp của Hoa Kỳ đó là ông Mills, ông là dân biểu của Cộng hòa từ tiểu bang Florida và ông đã đến đây ông là một cựu chiến binh và ông đã đến đây để hỗ trợ à, để hỗ trợ đưa những người Mỹ ra khỏi Israel và từ Israel thì ông Neil tuyên bố cho biết là ông đang làm công việc của tổng thống Joe Biden và ông lên tiếng chỉ trích chính phủ của ông Joe Biden yếu kém bây giờ chuyện gì xảy ra tại hạ viện cộng hòa vào ngày hôm nay Ngày hôm qua họ họp kín và ngày hôm nay họ cũng họp kín và họ đã bỏ phiếu kín. Họ bỏ phiếu kín để bầu được ứng cử viên. Ứng cử viên của họ sẽ được đưa ra sàn Hạ viện để bỏ phiếu vào ghế chủ tịch Hạ viện. Ai? Jim Jordan hay là Steve Scalise hay là Kevin McCarthy? Thưa quý vị, vào ngày hôm nay thì Cộng hòa tại Hạ viện chỉ bỏ phiếu hai ứng cử viên chính thức ra tranh cử đó là Jim Jordan chủ tịch hạ viện đồng thời chủ tịch ủy ban tư pháp hạ viện đồng thời là đồng minh thân cận của ông Donald Trump và thứ hai là Steve Scalise ông là lãnh tụ phe đa số tại hạ viện nhân vật thứ hai đứng sau chủ tịch hạ viện trước đó là ông Kevin McCarthy và ông Steve Scalise đã giành được chiến thắng. Ông thu về được 111 phiếu so với 99 phiếu dành cho Jim Jordan. Điều này cho thấy là Hạ viện Cộng Hòa họ vẫn đang hết sức là chia rẽ. Nhưng mà điều này cũng cho thấy là Steve Collins vẫn chưa có nắm chắc được toàn bộ cái phiếu cần thiết để có thể trở thành chủ tịch Hạ viện. Lẽ ra theo kế hoạch thì chiều ngày hôm nay Cộng Hòa sẽ đưa ứng cử viên của họ ra sàn Hạ viện để bỏ phiếu bởi vì dân chủ thì họ đã sẵn sàng rồi. Đó là ông Hay Kim Jeffries mà quý vị biết sở dĩ mà cộng hòa ngày hôm nay họ chưa có đưa ứng cử viên của họ ra bỏ phiếu lý do tại sao? Bởi vì ông Scarlet cho đến giờ vẫn chưa có nắm chắc trong tay số phiếu cần thiết đó là 217 phiếu. Mà quý vị biết là đầu giờ ngày hôm nay thì à, đã có cái nghị quyết là bỏ phiếu, đã có một số nhà lập pháp cộng hòa đưa ra cái nghị quyết là bỏ phiếu bây giờ tăng cái ngưỡng, tăng cái ngưỡng à, không cần là từ cái ngưỡng là đa số của cộng hòa. Bây giờ đổi thành là đa số của hạ viện bầu ứng cử viên của họ thì bây giờ cái nghị quyết này đã bị ngăn chặn ngay từ đầu cho nên ngày hôm nay họ chỉ bỏ phiếu ứng cử viên của họ. Và ngày hôm nay ngay sau cái cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay thì quý vị biết là một số nhà lập pháp của cộng hòa họ cho biết là họ sẽ không có bỏ phiếu cho Charles trong đó có hai dân biểu to mồm nhất đó là bà Lauren Bober và Marjorie Taylor Green Họ cho biết là họ cho nhờ họ giữ cái lá phiếu của mình không có bỏ cho ông Scarlett mà với cái cái tỷ lệ mà đa số ship sao của Cộng Hòa tức là ông Scarlett chỉ có thể mất 4 phiếu từ Cộng Hòa mà thôi nếu không thì ông không thể nào mà vượt qua được cho nên là bây giờ để chắc ăn cộng hòa họ đang trì hoãn cái thủ tục là đưa ứng cử viên của họ ra sàn hạ viện bỏ phiếu Jim Jordan thì ngày hôm nay sau cái uh, sau kết quả bỏ phiếu thì ông ta kêu gọi là những người ủng hộ mình là nên dùng phiếu cho Scarlett để tránh một cái tình trạng hỗn loạn tiếp theo mà có thể bây giờ với những gì mà đang xảy ra thì đang diễn ra thì cho thấy là hoàn toàn có thể xảy ra, cũng giống như là Kevin McCarthy phải trải qua 15 lần bỏ phiếu mới trở thành chủ tịch Hạ viện vào đầu năm nay. Cái sự chia rẽ của cộng hòa nó sâu sắc và nó càng ngày càng sâu sắc hơn. Nhưng mà với kết quả bỏ phiếu vào ngày hôm nay, thì được xem là giáng một đòn mạnh mẽ vào ông Donald Trump, bởi vì ông Donald Trump là người hậu thuẫn Jim Jordan. Jim Jordan được xem là một đồng minh thân cận của ông Donald Trump và Donald Trump đã chính thức hậu thuẫn lên tiếng ủng hộ Jim Jordan trở thành chủ tịch hạ viện. Và lâu nay dưới con mắt của mọi người, thì Donald Trump vẫn là được xem là ông chủ nói ông chủ ở trong một kép của cộng hòa được xem là ông vua của cộng hòa vẫn còn cái quyền lực vẫn còn cái sự ảnh hưởng rất là lớn. Nhưng mà những gì những gì diễn ra trong thời gian gần đây thì cho thấy mặc dù ảnh hưởng của ông vẫn còn lớn nhưng mà nó đã sa sút rất là nhiều. Chúng ta thấy là Matt Gates Matt Gates đã đi ngược lại cái mong muốn của ông Donald Trump Donald Trump không có muốn là Cộng hòa diệt Cộng hòa Donald Trump vẫn muốn là Kevin McCarthy ở lại cái ghế chủ tịch Hạ Viện Matt Gaetz thì cho rằng là trước đó ông ta đã gọi điện cho thủ lãnh của mình Cho ông Donald Trump Và được ông Donald Trump bật đèn xanh Nhưng mà những cái thông tin Mà nội bộ cho biết là điều này không có thật Có nghĩa là bây giờ Matt Gaetz Một đồng minh thân cận của ông Donald Trump Cũng đang đi ngược lại ý nguyện Của ông chủ của thủ lãnh mình Và bây giờ Chúng ta có thể thấy kết quả 111 với 99 phiếu Thì cho thấy Là rõ ràng các nhà lập pháp Đã có cái sự diệt chuyển Tức là cái ảnh hưởng của ông Donald Trump nó không còn mạnh ở như trước đây nữa. Nhưng mà ai sẽ trở thành chủ tịch Hạ viện? Đây, điều này thì quý vị biết là nó sẽ đẩy Hạ viện vào rất là nhiều rủi ro bởi vì bây giờ cho đến giờ thì Hạ viện vẫn chưa có người lãnh đạo tức là vẫn như rắn bị cuộc đầu. Mà trong khi đó vấn đề mà khẩn thiết nhất là vấn đề hỗ trợ Israel và sau đó là cái hạn chót 17 tháng 11. Nếu như mà vẫn không có vẫn không có đưa quốc hội vẫn không có đưa ra được, không có đạt được cái thỏa thuận vẫn không có đưa ra được cái dự luật chi tiêu chính phủ thì chính phủ sẽ bị đóng cửa. Mà như vậy nếu như Cộng hòa càng trì hoãn cái vấn đề là bầu chủ tịch hạ viện. Và như vậy thì người nào mà sẽ lên giữ cái chiếc ghế này thì sẽ có rất là ít thời gian để mà cân nhắc những cái vấn đề quan trọng như vậy. Một lần nữa, Hạ viện Cộng Hòa, chúng ta nói Cộng Hòa ở đây, rơi vào tình trạng hỗn loạn, lộn xộn và chia rẽ sâu sắc hơn bao giờ hết. Và liên quan đến à, nhà lập pháp đầy ta tiếng đó là George Santos. Nếu như ngày hôm qua Giang chia sẻ với quý vị là công tố viên liên bang đã đệ lên tòa liên bang ở khu vực đông New York thêm cái cáo trạng cáo trạng này là thay thế cái cáo trạng hồi tháng 5 và họ bổ sung thêm 10 tội danh đối với chúa Santos những tội danh này là những tội danh cáo buộc cho Santos đã đánh cấp danh tánh và sử dụng thẻ tín dụng của những người đóng góp để lấy hàng ngàn Mỹ Kim chuyển vào tài tài chương mục của mình chương mục cá nhân của mình rồi chuyển vào chương mục chiến dịch vận động tranh cử của mình và kể cả chiến dịch vận động tranh cử của các ứng cử viên khác thêm 10 cáo buộc hình sự nữa. Và ngày hôm nay thì George Santos vẫn còn hết sức là cứng. Ông ta bảo là không có chuyện mà ông ta sẽ thỏa thuận nhận tội với các công tố viên và ông ta sẽ đấu tranh cho tới cùng. Nhưng mà quý vị biết vào ngày hôm nay thì có 6 dân biểu Cộng hòa từ tiểu bang New York tức là hàng xóm với George Santos. 6 dân biểu Cộng hòa này cho biết là họ đang có kế hoạch sẽ trục xuất thúc đẩy trục xuất cho Santos ra khỏi quốc hội và dân biểu nhiệm kỳ đầu đầy tai tiếng này à, ngày hôm nay ông ta cho biết họ muốn làm quan tòa ư họ muốn làm bồi thẩm đoàn ư họ muốn làm đa phụ ư cứ việc mà làm và sau trong, trong một cái thuộc tuyên bố gửi ra sau đó thì cho Santos bác bỏ những cái cáo buộc phủ nhận những cái cáo buộc của công tố viên liên bang và những cái tội danh bổ sung này được đưa ra trong cái bản cáo trạng thay thế chỉ có 5 ngày sau khi mà bà Marx tức là cựu thủ quỹ chiến dịch vận động tranh cử của George Santos đã đạt được một cái thỏa thuận nhận tội với các nhà điều tra và trở thành nhân chứng tố cáo George Santos đó là ông ta cố tình thổi phòng cố tình thổi, thổi phòng tô điểm cái báo cáo tài sản vận động tranh cử của mình bằng những cái khoản ông vay giả và bằng những cái nhà đóng góp giả và đây quý vị biết là một loạt những cái tội danh mà toàn là tội danh đại hình bây giờ joe santos tuyên bố là sẽ ra tái tranh cử vào sang năm nhưng mà cái con đường mà tái tranh cử của ông ta hoàn toàn đầy chông gai cho đến giờ thì một số ứng cử viên cộng hòa tuyên bố sẽ ra thách thức joe santos ở vòng sơ bộ và dân chủ họ cũng đã tuyên bố là sẽ nhảy vào ở trong cái ghế khu vực bầu cử của joe santos À, dân biểu Cộng hòa này nhà lập pháp Cộng hòa này được xem là đang đang rất là yếu, yếu thế và ông ta trở thành một cái gai ở trong mắt rất là nhiều nhà lập pháp tại Quốc hội, không chỉ tại hạ viện mà tại thượng viện quý vị còn nhớ là à, ông Mr. Romney trước đó là tuyên bố thẳng nó thẳng vào mặt của trò Santos sau khi mà những cái cáo buộc được uh, cáo buộc cáo trạng lần đầu được đệ lên tòa ông Romney ông bảo là ông không có thuộc về nơi này tức là không có thuộc vào quốc hội bởi vì không có dính dáng tức là những cái những cái bê bối của George Santos cho thấy ông ta không có đủ tiêu chuẩn về mặt đạo đức. Trước đây thì một nhà lập pháp của Dân Chủ từ California cũng đã đề nghị một cái nghị quyết trục xuất George Santos nhưng mà Cộng Hòa họ đã ngăn chặn. Họ bảo rằng là bây giờ Ủy ban à, Ủy ban Đạo Đức Hạ Viện đang điều tra George Santos. Quý vị còn nhớ là sau khi có bản cáo trạng đầu tiên thì George Santos cũng đã gặp lãnh đạo của Cộng Hòa tại Hạ Viện bởi vì lúc đó, lúc đầu năm thì ông được À, đưa vào những cái ủy ban nhỏ thôi Như là ủy ban khoa học Hay là ủy ban mà những cái cơ sở Kinh doanh, những cái doanh nghiệp nhỏ Và sau đó khi mà dính tới Những cái cáo trạng hình sự như vậy Thì George Santos xin rút lui khỏi những cái ủy ban đó à, Nhưng mà Ông ta bảo là lúc đó Kevin McCarthy bảo rằng Cử tri đưa George Santos vào quốc hội Thì hãy để cử tri quyết định và bây giờ chúng ta quay sang những cái vấn đề khác quý vị biết là ngày hôm nay thì quan tòa mà giám sát cái những cái bản cáo trạng truy tố Hunter Biden à, liên quan đến những cái cáo buộc về súng thì ngày hôm nay tòa đồng ý là sẽ bãi bỏ một cái tội danh về súng trước đây tức là trước khi trước đây là một cái tội danh về súng mà khi đó thì Hunter Biden đã đạt được cái thỏa thuận nhận tội với các nhà điều tra. Sau khi thỏa thuận nhận tội này bị đổ vỡ thì các nhà điều tra, cụ thể ở đây là công tố viên đặc biệt, bây giờ ông đã trở thành là công tố viên đặc biệt rồi. Ông ông Weiss, David Weiss thì ông đã truy tố Hunter Biden ba cái tội danh về súng thì bây giờ cái tội danh cũ thì được xóa. Đây cũng là một cái thủ tục hết sức là bình thường. Ngày hôm nay phiên xét xử dân sự ông Donald Trump thực hành kinh doanh gian lận ở New York vẫn tiếp tục diễn ra. Và quý vị phải nhớ là sở dĩ hương không thể nào trực tường trình với quý vị cái phiên tòa này hàng ngày được bởi vì nó sẽ diễn ra ít nhất là hai tháng trời kéo dài cho đến tháng 12. À, nhưng mà có những cái điểm chính chẳng hạn như là vào ngày hôm qua thì à, cựu tổng à, cựu giám đốc à, tài chánh đó là ông Alan Weisberg đã lên đứng trên bục nhân chứng Và quý vị còn nhớ là vào năm 2017 Thì tạp chí Forbes là đã có một cái bản tin Mà cho biết, trong đó cho biết là ông Donald Trump đã thổi phòng Cái căn penthouse, tức là căn nhà áp mái đó Cái căn áp mái ở trên Trump Tower ở đây chỉ có là khoảng 11.000 square feet mà theo năm tháng Donald Trump đã tăng tăng dần lên thì căn penthouse này bây giờ trên giấy tờ là Tôi chính thức lên tiếng để cảm ơn tất cả anh chị em đã quảng đại giúp đỡ cho các giám mục linh mục hướng dưỡng Việt Nam trong 15 năm qua. Đó chính là một cái niềm an ủi cho tất cả các vị mục tử sau một đời hoạt động. Bây giờ đến lúc nghỉ ngơi cũng được vui tươi phần nào. Những cái đồng tiền của quý vị cũng là đồng tiền mồ hôi nước mắt của 30 mươi cung khó. Nhưng mà quý vị cũng đã nghĩ tới các linh mục già yếu, bệnh tật để có một cái chút đóng góp vào quỹ tương trợ. Sự trợ giúp của quỹ hưu dưỡng các linh mục là một niềm an ủi, nâng đỡ cho các ngài về tinh thần, về vật chất Mặc dù các ngài cao niên về hưu Nhưng các ngài không bị quên lãng Bởi vì vẫn được rất nhiều người cầu nguyện cho Và nâng đỡ về tinh thần cũng như vật chất Tôi cũng xin một lần nữa Gửi lời kêu gọi đến tất cả các thầy hành nhân Suốt thời gian qua đã giúp đỡ các người bậc hữu dưỡng Mà trong tương lai cũng sẽ tiếp tục giúp đỡ Trước tiên là tôi tạ ơn Chúa Vì Chúa cho mọi người thương những kẻ dễ hưu nhiều hơn rồi cho những người đó đó mỗi ngày góp phần vô để nuôi dưỡng những kẻ dễ hưu nhiều hơn trong số đó có thôi. 33.000 square feet. 33.000 square feet nhưng mà trên thực tế là chỉ có khoảng gần 11.000 square feet mà thôi. Trên bục nhân chứng vào ngày hôm qua thì ông Wei ông đã xác nhận cái vấn đề này. Ông bảo rằng à, trong một cái tài liệu từ năm 1994 thì Donald Trump đã có đã ký vào đó xác nhận là cái giá trị à, cái cái diện tích thực tế của căn penthouse này là 10.990 mấy đó tức là gần 11.000 square feet và trong cái email đó thì có attach tức là có đính kèm tài liệu Wade cho biết là ông không có nhớ về cái attachment nhưng mà ông nhớ có cái email như vậy và xác nhận là cái con số như vậy Nhưng mà Khi mà công tố viên hỏi là lý do tại sao Mà gần đây nhất Hình như là năm 2017 Thì Alan Weisselberg Vẫn ký vào những cái chứng thư Vào những cái giấy tờ Mà cho thấy cái diện tích là Hơn 30.000 Tức là gần 33.000 square feet như vậy Thì Alan Weisselberg cho biết Là ông không có để mắt tới Cái diện tích bởi vì thực ra cái căn penthouse theo lời của Wayzoverse thì nó chỉ là một cái phần rất là nhỏ trong cái giá trị tài sản của ông Donald Trump mà thôi. Và quý vị biết vào ngày hôm nay thì chuyện gì vào ngày hôm nay thì đứng trên bục nhân chứng thì có một cựu giám đốc của ngân hàng nhà bằng Deutsche Bank. Deutsche Bank là một trong những nhà à, cho vay lớn nhất của ông Donald Trump. Thì theo lời của cựu giám đốc này là Deutsche Bank không có để à, Thứ nhất là không có xăm soi kỹ lưỡng lắm Với công ty của ông Donald Trump Cái thứ hai nữa là họ dựa vào chủ yếu Những cái báo cáo tình hình tài chánh Mà phía ông Donald Trump, phía Trump Organization đưa ra Để mà đưa ra quyết định là cho vay à, Họ không có định giá những cái tài sản của ông Donald Trump cái điều, một cái bước đi mà thông thường các ngân hàng họ cần phải làm và trong đó có nhắc đến một cái khoản vay mà khi à, ông Donald Trump dự tính sẽ mua lại cái đội ban là Buffalo lúc đó là Donald Trump muốn vay 1 tỷ nhưng mà Deutsche Bank lãnh đạo của Deutsche Bank đã từ chối cái khoản vay này và phiên tòa vẫn tiếp tục diễn ra và quý vị biết là phía biển hộ vào ngày hôm nay họ bảo rằng là cái đó là vấn đề mà cho vay là vấn đề của ngân hàng. Họ không có xăm soi kỹ, họ không có kiểm tra kỹ. Đó là vấn đề của họ. Và cũng nhân tiện nói về tạp chí Forbes, quý vị biết là mới đây tạp chí Forbes. Tạp chí Forbes là một cái tạp chí mà nó à, trụ sở chính là ở Hồng Kông. Và mỗi năm như vậy thì tạp chí Forbes họ có danh sách là 400 người giàu nhất thế giới. Ông Donald Trump từ năm 1916 cho đến năm 1000 an... à, năm 2021 thì Donald Trump nằm trên cái danh sách của tạp chí Forbes nhưng mà à, 22 và năm nay năm 2022 và năm nay thì Donald Trump đã rớt hạ không có nằm trong danh sách là 400 người giàu nhất thế giới ở trong của tạp chí Forbes nữa thì kể từ thứ hai cho đến ngày hôm nay thì cựu tổng thống đã lên mạng Twitter là tỏ ra hết sức là giận dữ chỉ trách Forbes bảo rằng tạp chí Forbes là tạp chí của Trung Quốc và luôn luôn có những cái bài báo mà bài nói xấu nói xấu thậm tệ về ông ta và họ đưa tin những cái thông tin không có trung thực nhưng mà theo tạp chí Forbes cho biết là trong những năm vừa qua thì tài sản của ông Donald Trump đã bị rớt hạng tức là mất đến 600 triệu Mỹ Kim đó là lý do mà ông bị rơi ra khỏi ngoài danh sách à, Donald Trump cho rằng tạp chí à, của Trung Quốc nhưng mà thực ra tạ, như Hương Anh nói đây là tờ tạp à, đây là cuốn tạp chí mà có trụ sở chính tại Hồng Kông nhưng mà trong năm nay thì họ đang bàn rất là nhiều à, có thể là có những cái thương lượng để bán bán cái tạp chí này ở Mỹ và như vậy thì đa số quyền sở hữu của tạp chí này nếu mà thương vụ này thành công thì sẽ ở Mỹ chứ không còn ở Hồng Kông nữa và ngày hôm nay thì cựu tổng thống donald trump cũng đã à, để một à, cái thỉnh nguyện lên tòa tòa đây là tòa ở dc yêu cầu tòa cho phép tấm chắc đòi đến một số nhà lập pháp cũng như một số viên chức chính phủ à, lý do tại sao lý do họ tại sao mà tấm chắc đòi bởi vì họ muốn đòi những cái tài liệu mà họ cho rằng là đã bị thất lạc những tài liệu này là những cái tài liệu của ủy ban đặc biệt hạ viện điều tra vụ bạo động điện capital dưới thời bà chủ tịch Nancy Pelosi. Ủy ban sau đó thì đến năm nay, đầu năm nay thì đã bị giải thể, giải tán bởi vì cộng hòa lên. Và ủy ban thì họ đã hoàn tất cái cuộc điều tra của họ, à, cuộc điều tra của bạo động điện capital ngày 6 tháng 1, họ hoàn tất rồi. Họ thu thập rất là nhiều chứng cứ, họ có rất là nhiều băng hình, họ có rất là nhiều hồ sơ. Quý vị cứ tưởng tượng đi một cuộc điều tra và bao nhiêu là phiên điều trần, có những phiên điều trần bùng nổ. Bây giờ ông Donald Trump cho rằng là những có một số tài liệu đã bị mất mà những cái tài liệu đó là những cái tài liệu mà có thể hỗ trợ trong cái công việc biện hộ của ông. Donald Trump dựa vào đâu? Đó là ông Laudermilk. Laudermilk là À, dân biểu của cộng hòa làm chủ tịch ủy một cái tiểu ủy ban tiểu ủy ban này là tiểu ủy ban giám sát hành tránh hạ viện ông này hồi tháng 8 đã gửi thư cho ông thompson thompson là cựu chủ tịch ủy ban đặc biệt hạ viện điều tra bạo động điện capital à, yêu cầu là giao cho họ những cái hồ sơ những cái tài liệu những cái chứng cớ mà ủy ban đã thu thập được và ông Lodomio thì ông cho rằng là ủy ban đã không giao hết cho họ và trong cái hồ sơ thỉnh nguyện đệ lên tòa đó thì phía ông Donald Trump dựa chủ yếu là vào cái thư của ông Lauderdale gửi cho ông Thompson và bên cạnh đó thì dựa vào một cái bản tin ở trên Fox News cho rằng là ủy ban này thu thập được rất là nhiều chứng cớ à, và họ có những cái chứng cớ rất lộn xộn tức là không disorganized không có tổ chức đó nhiều lắm và nó đến là cùng một cái con số khổng lồ hương nhân không có nhớ nhưng mà phân nửa trong đó thì là họ lưu ở trên cái platform e discovery của bà e discovery còn phân nửa thì họ lưu ở trong một cái ổ đĩa cứng external tức là gắn ở bên ngoài đó nhưng mà ông Thompson ngay từ hồi tháng 8 Thì ông đã hồi đáp thư lại Ông nói là không có chuyện đó Với lại ủy ban không phải cái gì ủy ban cũng lưu cả Bởi vì đó là một số lượng rất là lớn Những cái vấn đề mà ủy ban cho rằng là nó không có à, Nó không có quan trọng Hay là nó không có thúc đẩy những cái bước đi của họ Những cái hành động của họ trong cái cuộc điều tra của họ Thì họ cũng không có lưu Và nếu như mà tòa đồng ý với ông Donald Trump tức là tòa chấp thuận cái thỉnh nguyện của ông Donald Trump thì nó có thể mở ra những cái một cái cuộc đấu đá chính đấu đá lập pháp khác à, khác đấu nha xin lỗi đấu đá về à, luật pháp khác tức là những cái cuộc chiến pháp lý khác bởi vì cái cái thỉnh nguyện thì yêu cầu tổng chắc đòi đối với ông Thompson đối với cả ông Lodomio và thư ký của hạ viện và luật sư của Tòa bạch ốc cũng như là luật sư của bộ nội an và giám đốc cơ quan lưu trữ quốc gia và nếu như có ai đó mà họ chống đối cái chắc đòi này thì sẽ dẫn đến một cái cuộc chiến một cái cuộc chiến pháp lý lâu dài điều này nói với cái thỉnh nguyện ngày hôm nay cho thấy thì phía cho thấy là các luật sư của ông donald trump bây giờ họ đang tìm mọi hướng đi họ đang tìm hiểu mọi hướng đi bất kể hướng đi nào để có thể hỗ trợ cho họ trong cái phiên tòa sắp tới sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 3 ngày 4 tháng 3 sang năm và thưa quý vị Tôi quý vị nhìn đồng hồ thời gian hết rồi. Nhưng mà quý vị biết là À, quý vị biết là vào tối khuya ngày hôm qua tại thành phố Sao Giê của chúng tôi đã có một cái vụ là đối đầu căng thẳng có một người đàn ông có vũ trang đã đe dọa là sẽ giết chết người cùng phòng với mình và dẫn tới là cảnh sát bao vây và đối đầu stand off rất là căng thẳng từ tối ngày thứ ba cho đến khoảng 2 giờ sáng hai giờ ba phút sáng ngày hôm nay thì khi quý vị biết là đơn vị đặc nhiệm của thi cảnh sát à, Sao Giê họ đã triển khai kể cả những người thương lượng và cuối cùng thì họ đã bắt giữ được nghi can này. Và lúc này đây khi mà nhân kết thúc bản tin này thì đã có kết quả sổ số, số giải độc đắc Powerball 1,7 tỷ Mỹ kim. Quý vị biết là vài giờ trước khi mà sổ số, số đó trước khi mà những nơi bán vé số đó đóng đóng không có bán nữa thì người dân đã đổ đi mua vé số. Họ hy vọng là sẽ có cơ may trúng cái giải độc đắc à, đứng thứ hai của Powerball trong lịch sử. Và tháng 11 năm ngoái thì quý vị còn nhớ là một người đàn ông ở Nam California đã trúng cái giải độc đắc Powerball là 2,2 tỷ. Và bây giờ người này đang bị kiện, người kiện cho rằng cái vé số tấm vé số đó là vé số của ông ta nhưng mà bị ông Castro lấy mất và bây giờ không biết tại vì hương nhân đang làm tin cho nên hương nhân không muốn chắc được là đã có ai chúng có vé tấm vé nào chúng 1,7 tỷ mỹ kim hay chưa nhưng mà nếu như mà không có ai chúng thì trong cái kỳ sổ số, số vào ngày thứ bảy cuối tuần này thì cái con số này nó có, có thể là sẽ sắp xỉ với cái giải đặc độc đắc lớn nhất trong lịch sử của Powerball đó là cái giải mà tháng 11 năm ngoái và cái xác suất mà tức là tỷ lệ cá cược đó cái xác suất mà để trúng cái giải độc đắc là quý vị biết là một trên một triệu mấy tức là một cái con số nó rất là khó khó lắm khó để trúng lắm nhưng mà hương nhau vẫn hy vọng là có ai đó trúng à, có ai đó trúng cái giải này và quý vị cũng biết là nhà chức trách sổ số, số cũng kêu gọi là nó làm cho người dân khi mà cái giải nó càng cao người dân À, càng đổ đi mua thì cái giải tiếp theo nếu như không có ai trúng thì những cái giải tiếp theo nó sẽ cao hơn nhưng mà người dân có cái niềm phấn khích có cái niềm hy vọng nhưng mà cũng đừng có chơi vé số quá tay lắm và thưa quý vị hương giang tạm ngưng phần tin ngày hôm nay tại đây cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi kính chúc quý vị một buổi tối ấm cúng xin chào và xin hẹn gặp lại